vào lúc 23 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2021, trong lúc tuần tra tại đoạn quốc lộ 62 thuộc địa bàn khu phố 6 phường 2 thị xã Kiến Tường, công an thị xã Kiến Tường phát hiện ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 51H10641 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe cất dấu 10.000 gói thuốc lá ngoài các loại không rõ nguồn gốc. Tài xế điều khiển là Đặng Bình Chi, sinh năm 1971, ngụ ấp 4 xã Mỹ Thành Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An công an thị xã kiến tường đã thu giữ toàn bộ phương tiện người và tăng vật để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật